Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với lớp Belly Dance Online của mình, Hồn Lan. Lần này chúng ta sẽ tập kỹ thuật xoay hông tròn đơn giản với biên độ nhỏ. Đầu tiên, chúng ta đứng bình thường, thẳng lưng, gập hông lại, nhấc ngực lên, mở tay ra, vươn cổ cao. Rồi sau đó, chúng ta đẩy hông bốn hướng, phải, trước, trái, về, phải, trước, trái, sau. Phải, trước, trái, sau. Và chúng ta kết nối bốn điểm lại với nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Phải, trước, trái, sau. Phải, trước, trái, sau. Phải, trước, trái, sau. Lưu ý với kỹ thuật này, chúng ta cố gắng giữ cho đầu và vai tĩnh, không nhúc nhích, không di chuyển theo hông, không bị dính người, không bị quay lung tung ha. Phần trên giữ yên, xoay phần hông thôi, thẳng chân, hít thở đều, nhấc ngực lên, vươn cổ cao, hai xương bả vai sát vào nhau, gập hông lại, xoay tròn, biên độ nhỏ, phải trước trái sau, phải trước trái sau, phải trước trái sau, phải trước trái sau. Bây giờ chúng ta đổi chiều, bên phải đằng sau, trái trước, trái trước, phải sau, trái trước, phải sau, trái trước, phải sau, trái trước, phải sau. Chú ý cố gắng giữ phần đầu và phần vai yên lặng, chân thẳng. Khi chúng ta xoay vòng, chúng ta phải cảm nhận được cơ hông nó giãn ra ở từng động tác. Khi các bạn bên hông đẩy hông qua bên, phần cơ bên này sẽ cảm giác giãn ra. Khi các bạn đẩy hông ra trước, phần cơ trước bụng sẽ cảm giác căng ra. Và đẩy hông bên là giãn cơ bên phải. Đẩy ra đằng sau, cảm giác lưng căng ra. Đi, 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 đi. Mình phải cảm giác được phần cơ bên trong bụng mình nó di chuyển như thế nào ha. Xoay tròn hông đơn giản,